Chào buổi chiều cô chú anh chị nha. Chúc cô chú anh chị cái gì đường vui nha. Dạ buổi chiều hôm nay con quay cho cô chú anh chị xem cái mai lá ngọc hành vàng mà cái khi nó ra đọt non nè cô chú anh chị. Thì cái cây này tại mình bấm cành bấm đọt á thì nó cho nên mới đôn lại cho nên mình thấy nó hơi ngắn. Thực ra nó ra nhánh rất là nhiều ở trên đọt nha. Thì cái giọng này nó hơi lâu lớn nha cô chú anh chị. Để con gọi cái cây bên này cho cô chú anh chị xem cái gốc bông cũng thế nha. Cái búp bông thì mấy bữa trước con có quay cho cô chú anh chị xem á, thì cái búp nó này nè, búp nó với cái lá này cũng như nhau nha. Cái búp bông của nó thì nó màu vàng luôn nha cô chú anh chị, tại vì vàng 24 thì búp nó cũng vàng như là cái vàng nó không có bị xanh ha, nó vàng luôn nè. Đó, cái búp của nó. Rồi để con gỡ cây giống cho cô chú anh chị xem nha. Dạ còn đây là cái cây giống mà con bán cho cô chú anh chị mua về cắt bo nè. Thì những cây nhỏ nhỏ như vậy là con bán giá là 120 ngàn một cây nha. Con bao phí ship từ 2 cây. Cây này thì mình cắt bo được tầm 3-4 bo về nha. 2 cây rồi con bao phí ship luôn. Lá nó rất là nhỏ, cái này thì phát triển hơi chậm hơn cái loại cành vàng kia. Nhưng mà nó cái búp nó đẹp mà cô chú anh chị chăm thì về sau nó rất là đẹp luôn. Đây là cái lá non nè, mình tuốt lá nó thì nó sẽ ra lá non nha cô chú anh chị. Còn mình không tuốt thì lá nó già. Rồi cô chú anh chị có thích sưu tầm cái giống này á, mình về mình cắt bo mình ghép thì con lựa cho cô chú anh chị những cây mà cái đọt nó già mình cắt được liền nha. Còn về mình trồng để mình chiêm ngưỡng cái lá nó đẹp thì mình lấy cái lá non. Lá non thì nó vàng hơn. Rồi cô chú anh chị mua một cây thì tiền ship là trả cho con là 30 ngàn giùm con nha. Thế con không có bao phí ship. Còn cô chú anh chị lấy 2 cây thì con bao ship luôn nha cô chú anh chị. Rồi con xin cảm ơn cô chú anh chị dành thời gian theo dõi nha. Cô chú anh chị mua của con thì liên hệ qua số điện thoại là 0982692597. Dạ con xin cảm ơn nha. Dạ.